Trên thị trấn vùng biên có ngôi trường mầm non mang tên một loài chim, trường mầm non Vĩnh Xuyên Lao Bảo. Dù mới được thành lập 7 năm, nhưng bằng tất cả tình yêu thương trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và các cháu mầm non yêu quý, nhà trường đã có diện mạo khang trang và những bước đi vững chắc trong công tác dạy và học. Đặc biệt, từ khi thực hiện công văn số 958 duyệt giáo dục đào tạo ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa về việc xây dựng văn hóa học đường, đến nay nhà trường đã xây dựng được môi trường văn hóa thân thiện, lành mạnh và chú trọng giáo dục kỹ năng sống cần thiết để trẻ tự tin trong các hoạt động. Buổi sáng con chào mẹ, rồi xà vào lòng cô. Những đôi chân lon ton, những bàn tay khéo léo, biết từ cách đồ dùng đúng nơi quy định, trang phục sạch sẽ gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi, thời tiết. Cái miệng xinh xinh, biết chào cô trước khi vào lớp, biết tạm biệt mẹ để mẹ ra về. Tất cả những điều đó khẳng định rằng các tiêu chí xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống đã trở thành nề nếp thói quen trong mọi hành vi của trẻ. Nếu dạy chữ, dạy kiến thức là thiên về trí tuệ, thì dạy lễ, dạy nghĩa lại cần đến cả trái tim, tâm hồn, tình cảm, dạy bằng cả nhân cách của chính mình. Chính vì lẽ đó mà những hoạt động chuyên môn luôn được nhà trường chú trọng, vấn đề dạy trẻ được đặt lên hàng đầu. Nhìn cách tổ chức chuyên đề như thế này càng hiểu rõ hơn điều đó. Trang phục của cô giáo và việc đeo biển công chức mỗi ngày đến lớp là nét văn hóa học, tác phong gương mẫu, thương yêu, gần gũi học sinh, gắn bó đoàn kết với đồng nghiệp, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhà trường luôn coi trọng việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Cô ơi, cho mẹ hỏi là tại sao về nhà mà cháu thích cứ làm những công việc như là quét nhà, kế bàn ghế, từ trải chiều ăn cơm. Là một người mẹ cảm thấy thương con và tôi cho con. Mẹ có bảo cháu là đứng làm, nhưng cháu cứ thích cứ làm và cháu bảo rằng là ở lớp cô dạy con về nhà phải làm như thế. Dạ. Mẹ nói là những kỹ năng được cô mà có thể tiếp tục chương trình giáo dục đó. Thì vậy là mẹ đến đây thì cũng tương lai hay là cô bằng chính đôi bàn tay khéo léo của cô và sự tham gia của trẻ để lớp học là nơi gắn bó thân thiện với tuổi thơ. Giáo dục văn hóa học đường là tạo ra những nét đẹp trong hành vi của trẻ đối với các mối quan hệ cô trò, bạn bè và môi trường xung quanh. Một hoạt động học của trẻ, giáo viên đã tạo ra môi trường ứng xử văn hóa giao tiếp trong nhà trường, giúp trẻ có kỹ năng sống tốt hơn như khả năng hoạt động nhóm, nề nếp, mình dàn phát biểu ý kiến, biết lấy, cách đồ dùng, thiết bị, đồ chơi đúng nơi quy định. Đôi bàn tay xinh biết tạo ra những sản phẩm đẹp sau mỗi hoạt động. Điều đó cũng nhằm phát triển khả năng hợp tác trong mỗi thành viên, tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong việc xây dựng văn hóa học đường ở trường mầm non, có nội dung giáo dục văn hóa vệ sinh là một trong những nhiệm vụ giáo dục toàn diện. Nó hình thành cho trẻ tính cẩn thận. Trẻ có những hành vi văn minh như biết chăm sóc cây trồng, bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh khuôn viên trường lớp. Dù các cháu ở khu vực bản Ca Tăng Khe Đá
nhưng đây cũng là những hoạt động thường xuyên. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ đó chính là nền tảng hình thành chuẩn mực đạo đức ban đầu của mỗi một con người. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để thu hút học sinh vào các hoạt động bổ ích và có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức và tham gia các sự kiện theo từng chủ đề trong năm đã tạo ra sự hứng thú, tích cực tham gia của trẻ. Không khí bé vui đón Tết trong trường học thể hiện tưng bừng trong chương trình văn nghệ với sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ. Nhìn bé tập làm nồi trừ bằng các kỹ năng cắm hoa, gói bánh chưng sinh ngày Tết mới đáng yêu làm sao. Những tấm thiệp chúc Tết được làm từ bàn tay nhỏ xinh chứa đựng biết bao nhiêu tình thân thương. Những tà áo dài, khăn đóng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, làm cho đời sống tinh thần của thế giới học đường được cải thiện và ngày càng phong phú. Ở thời điểm này, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều biểu hiện chưa chuẩn mực về đạo đức lối sống trên bình diện xã hội nói chung, học đường nói riêng. Vì vậy, dưới mái trường mến yêu, chúng ta quyết tâm xây dựng văn hóa học đường một cách hiệu quả nhất.